Bốn mẹ con thoát hiểm trong gang tấc được camera ghi lại. Vâng, như vậy là trong nhà thì đang có bốn mẹ con đang chơi ở đây. Rồi đứa trẻ bỗng kêu lên. Vâng, như vậy là có vẻ như là một cái trần bằng nhựa hay là bằng thạch cao gì đây đã bị đổ sập xuống dưới. Đấy, chúng ta cùng xem chuyện gì đã xảy ra ở đây. Vâng, đây là cấp cam từ trên cao, chúng ta cùng xem. Như vậy là sau khi nghe thấy tiếng động thì người phụ nữ bế đứa trẻ và những đứa trẻ khác đã chạy mất. Sau đó thì chị đã quay trở lại và cứu đứa còn lại. Vâng, rất may đúng không ạ? Đấy, chỉ tích tắc thôi, chần chừ thôi, có lẽ là đã có chuyện xảy ra rồi. Không rõ là làm ăn thi công kiểu gì mà để cho trần nhà sụp được như thế này. Rất may là không có thương vong gì. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.